Thí dụ như khi mà chúng ta thực hiện cái việc click chuột và mua cái sản phẩm dịch vụ ở cái trang câu lạc bộ triệu phú.com này chẳng hạn, thì ta sẽ đưa vào trong cái trang thanh toán của PayPal, để PayPal.com. Thì bây giờ để biết cái trang này PayPal thật hay giả thì đơn giản chúng ta chọn vào công cụ Alexa này, chúng ta chọn vào đây click chuột vào Alexa. À, chúng ta thấy rằng là cái hạng của PayPal rất là cao, khoảng có 34, đại loại là chỉ 30 mấy thôi. À, rất là cao, 30 mấy là ở trên thế giới, còn 18 là xét ở thứ hạng của ở Mỹ, tại Mỹ. Đó, thì chúng ta sẽ chọn vào đó thì chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy Alexa chúng biết chúng ta đã vào cái trang đúng, cái trang này an toàn, là cái trang đúng, cái trang của PayPal. Và sau đó chúng ta thực hiện việc là đăng nhập vào, chúng ta khai báo thông tin, hoặc là chúng ta sẽ kéo xuống đây là pay with credit or debit card, tức là thanh toán mà không cần phải đăng nhập vào tài khoản PayPal. Đó, chúng ta thanh toán vào đây, thì khi chúng ta chọn vào đây nó sẽ hiện ra cái tiếp tục thanh toán. À, đây chúng ta kéo chuột xuống. Ví dụ như chúng ta ở Việt Nam, chúng ta chọn cửa sổ, tôi chọn Việt Nam. Cái số đây là cái card, card number, cái này là cái số 16 số ở trên cái thẻ mặt trước của cái thẻ thanh toán quốc tế của chúng ta. Ví dụ như chúng ta có cái thẻ Visa debit gì đó, ở trước nó 16 số thì chúng ta nhập 16 số vào đây. Còn cái này gọi là cái expiration date, tức là giống như là cái thời hạn, hết hạn của thẻ đó. Thì chúng ta lật lên mặt trước của thẻ, chúng ta coi cái thời hạn cái thẻ mình được sử dụng tới bao nhiêu. Thí dụ như là tới tháng giêng năm 2018 thì chúng ta đánh đây 01, đây 18 chẳng hạn. Chúng ta đánh cho đây, ở đây nó ghi là MM, tức là month, là month đó, là tháng. Còn về EA tức là year. Còn cái gì ở đây nó có cái trường là CSV, ý là CSC này là gì, có nghĩa là cái thẻ thanh toán quốc tế của chúng ta lật ra đằng sau thẻ nó có ba cái số, thì ba cái số này gọi là ba số bí mật, thì chúng ta nhập ba cái số đó vào đây. Giống như ở đây chúng ta click vào đây nó hỏi thì nó chỉ cho chúng ta lật đằng sau thẻ này, đây là nó ba số thẻ đằng sau của thẻ. Thì ba số bí mật này chúng ta phải biết, phải giữ cẩn thận. Có nghĩa là nếu trong trường hợp chúng ta bị lộ thông tin thẻ, là chúng ta lộ 16 số trước và đồng thời 3 số sau, thì khả năng khi chúng ta bị lộ thông tin này chúng ta có thể bị mất tiền nếu chúng ta thực hiện cái việc thanh toán trên mạng. Nhưng nếu chúng ta thông qua những cái trang mà uy tín giống như PayPal như thế này thì chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn trong việc giao dịch. Trang PayPal có thể gọi là trang thanh toán quốc tế hiện giờ là rất là an toàn, do đó anh chị yên tâm mà sử dụng. À, chúng ta nói tiếp ở cái phần kế tiếp dưới đây. Ở đây nó ghi là billing information, có nghĩa là nó nói là cái thông tin của cái đơn hàng, thông tin của cái đơn hàng billing. Ví dụ như chúng ta là tên gì, ví dụ đây là Nguyễn Nhân A thì mình ở đây nó ghi là first name, tức là cái tên của chúng ta, first name. Ví dụ như chúng ta tên Nguyễn Nhân A thì cái chữ A đấy, A tức là tên của chúng ta. Còn middle name, là cái tên lót. Ví dụ như Nguyễn Văn A thì vậy chữ chữ Văn cho nên là nằm ở chỗ này. Last name là tức là họ, thì chúng ta đánh vào đây. Vậy để nghĩa là Nguyễn Văn A thì ở đây là sẽ ghi chữ A, đây chữ Văn, đây là chữ Nguyễn. Cái address line này ở đây, cái thứ nhất có nghĩa là cái địa chỉ của chúng ta, cái địa chỉ chúng ta, tức chúng ta ở, thì chúng ta có thể ghi tiếng Việt hoặc là ghi tiếng Anh càng tốt. Chúng ta ghi ở đây hoặc là địa chỉ thứ nhất. Chúng ta nếu chúng ta có hai địa chỉ thì chúng ta sẽ ghi hai địa chỉ. Ví dụ như chúng ta giả sử chúng ta có một địa chỉ dưới quê, một địa chỉ ở thành thành phố, thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Những cái địa chỉ trên là chúng ta ưu tiên là cái địa chỉ chúng ta nó sẽ liên lạc trước, trong trường hợp không liên lạc được thì mới trường hợp thứ hai. Kế tiếp đó là cái city, city là cái thành phố, rồi chúng ta nhập vô đây là city. Ví dụ chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta nhập đây là Hồ Chí Minh City, Hồ Chí Minh thôi. Còn cái là state chẳng hạn thì đây là cái quận, chúng ta nhập cái quận ở đây. Ví dụ như chúng ta ở quận 3 thì chúng ta nhập đây quận 3. Cái postal code này, đây là cái mã gọi là cái mã bưu điện. Thì những cái mã bưu điện này nếu mà anh chị biết thì anh chị điền vào đây, còn nếu không thì anh chị vào trong cái trang web đây này, anh chị vào trong cái trang gọi là đầu tư tại nhà.com ha. Anh chị click chuột vào trong cái biểu tượng logo này thì anh chị sẽ xuống ở cái phần gọi là hướng dẫn trợ giúp, anh chị click vào chuột vào đây. Đó. Sau đó anh chị kéo chuột xuống thì anh chị sẽ thấy được nó đây ghi gọi là zip code ở Việt Nam, anh chị chọn vào đây. Thì lúc này nó sẽ hiện thị ra cho anh chị là tất cả các mã zip code ở Việt Nam. Thí dụ như hồi nãy chúng ta ở đây chúng ta coi, chúng ta thấy là dụng cho thành phố Hồ Chí Minh là mã zip code chúng ta là 700 ngàn, 700 ngàn hoặc là 760 ngàn chẳng hạn. Thì như vậy trong cái phần zip code đây chúng ta nhập đây là 760 ngàn. Ở đây là chúng ta nhập vào là cái số điện thoại chúng ta. Ví dụ như chúng ta nhập số điện thoại ở đây, ví dụ như chúng ta số điện thoại, ví dụ như điện thoại của mình là 0937 11 3322, thì chúng ta nhập ở đây là chúng ta nhập bằng tức là 084 937 11 3322. Như vậy
vậy chúng đó, chúng ta phải nhập đầy đủ, và anh chị lắng nghe cái cách tôi hướng dẫn nha. À, đây là thí dụ số điện thoại chúng ta là 0937 11332 thì chúng ta sẽ nhập vào là cộng 84 ấy, 084 084 ở đây là tức là cái mã vùng quốc gia Việt Nam đó, rồi 937 11332 tức là không có số 0 như vậy. Rồi còn đây là cái địa chỉ email của mình nhập địa chỉ email vô để khi mà thực hiện thanh toán thì người ta sẽ gửi bên nội bộ, nó sẽ gửi cho mình một cái gọi là cái biên lai, like, cái biên nhận là thanh toán qua cái địa chỉ email này ha. Tiếp đó sau đó thì sau khi nhập hết đầy đủ thông tin đó, chúng ta bấm nút pay thì như vậy cái việc thanh toán nó sẽ được thực hiện, và khi thanh toán xong nó sẽ gửi email cho chúng ta, và chúc anh chị thực hiện thành công. Có cái sự thắc mắc hay trợ giúp gì thì anh chị hãy xem những cái thông tin ở phía dưới của cái mô tả của video này, thì trong cái dưới mô tả của video này có những cái video hỗ trợ kế tiếp, chúng tôi sẽ hoặc là anh chị sẽ liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ cho anh chị làm tốt hơn. Xin chào tạm biệt.